Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Căng thẳng Trung Đông leo thang, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực. Hàng loạt quả rocket đã được bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, trong khi ở biên giới Lebanon-Israel, giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội. Đây là những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua. Giữa bối cảnh đó, Mỹ ngay lập tức tuyên bố sẽ tăng cường quân đội tới khu vực Trung Đông. Giao tranh dữ dội giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tiếp tục bùng phát tại khu vực dọc biên giới giữa hai nước trong hôm qua. Theo các nguồn tin giấu tên, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 9 cuộc không kích vào 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon và 3 cuộc không kích vào các khu vực ở biên giới Lebanon và Syria. Về phía lực lượng Hezbollah, tổ chức này tuyên bố sử dụng tên lửa tấn công mục tiêu vào các vị trí của Israel, cũng như bắn một tên lửa phòng không vào một máy bay chiến đấu của Israel đang bay trên không phận của khu vực phía Tây Nam, khiến máy bay phải chuyển hướng về phía không phận của Palestine bị chiếm đóng. Ngoài không kích, hai bên còn sử dụng súng máy hạng nặng, pháo binh và pháo kích trong các cuộc giao tranh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Còn tại khu vực dải Gaza, nhiều loạt rocket được phóng từ Gaza vào miền nam Israel trong đòn tấn công lớn nhất nhiều tuần qua. Các vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt còi báo động xung quanh thành phố Kiryat Malachi và ở một số cộng đồng dọc biên giới nước này. Theo lực lượng phòng vệ Israel, các quả đạn đều rơi vào khu vực trống trải hoặc bị hệ thống phòng không tầm ngắn, vòm sắt bắn hạ và không gây ra thương vong. Đây là những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran và các cuộc trả đũa giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tại khu vực biên giới hai nước khiến một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Iran mới đây tiết lộ đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ đạo tấn công trả đũa vào Israel. Tuy nhiên, cách thức và quy mô trả đũa của Iran lần này vẫn là điều chưa rõ. Trước những diễn biến dồn dập ở khu vực Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay, 3 tháng 8, thông báo sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông bằng cách triển khai thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Shay dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả cam kết bảo vệ Israel. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã ra lệnh triển khai thêm các tàu tuần dương và khu trục hạm có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo tới Trung Đông và các khu vực thuộc Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, cũng như một phi đội chiến đấu mới tới Trung Đông. Bộ trưởng Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant sáng nay về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran và các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối với an ninh của Israel và thông báo cho Bộ trưởng về các biện pháp bổ sung, bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà Bộ này sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng việc leo thang hơn nữa là không thể tránh khỏi và tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc giảm leo thang và căng thẳng, bao gồm cả việc hoàn thành lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin. Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kéo dài đã gần 10 tháng qua, khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng ở dải Gaza và 1.400 người thiệt mạng ở Israel. Cùng với đó là các cuộc giao tranh diễn ra gần như mỗi ngày giữa Israel và Hezbollah. Đến nay đã cướp đi sinh mạng của 530 người tại Lebanon và 47 người tại Israel. Một loạt diễn biến mới leo thang phát đi những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực chưa bao giờ ngơi tiếng súng này. Mỹ ồ ạt điều tàu sân bay, tàu chiến và phi đội chiến đấu tới Trung Đông.
Ngày 2 tháng 8, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang cử một nhóm tấn công tàu sân bay, một phi đội chiến đấu cơ và các tàu chiến bổ sung tới Trung Đông, theo đài CNN. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã ra lệnh điều chỉnh sức mạnh quân sự của Mỹ ở Trung Đông nhằm cải thiện khả năng bảo vệ của lực lượng Mỹ tại khu vực, tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel và để đảm bảo Mỹ sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ khác nhau, bà Singh nói. Theo bà Singh, để duy trì sự hiện diện ở Trung Đông, Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hiện đang hoạt động ở vịnh Oman. Nhóm tác chiến USS Theodore Roosevelt dự kiến sẽ quay về Mỹ vào cuối mùa hè này. Ngoài ra, các tàu khu trục và tàu tuần dương có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo cũng sẽ được điều đến Trung Đông và Địa Trung Hải, tuyên bố không nêu rõ những tàu chiến nào được điều đến. Ông Austin cũng ra lệnh triển khai một phi đội máy bay chiến đấu tới khu vực, bà Singh cho biết. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel liên quan vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát ở thủ đô Tehran, Iran hôm 31 tháng 7. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau nhưng theo Aviv không thừa nhận. Trước đó ngày 1 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho Israel trong bối cảnh lo ngại Iran tấn công trả đũa theo Aviv. Cụ thể, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu ngày 1 tháng 8, ông Biden cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ phòng thủ cho Israel trước các mối đe dọa, bao gồm triển khai thêm lực lượng phòng không Mỹ tới khu vực. Mỹ đã có tàu tấn công đổ bộ USS Wasp trong khu vực, hoạt động cùng với đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24, có khả năng thực hiện sơ tán công dân Mỹ ở Lebanon nếu được lệnh. Bao nhiêu lãnh đạo trục kháng chiến Iran thiệt mạng kể từ xung đột Israel-Hamas? Tuần này, phụ hai nhân vật chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas, giải Gaza, Palestine và phong trào Hồi giáo Hezbollah, Lebanon bị ám sát đã đẩy căng thẳng ở Trung Đông leo thang nghiêm trọng. Israel chỉ nhận trách nhiệm một trong hai vụ tấn công trên, nhưng Iran và các nhóm được Tehran hậu thuẫn kiên quyết buộc Israel chịu trách nhiệm về cả hai vụ việc. Diễn biến trên không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo phê trục kháng chiến Iran bị giết kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Dưới đây là danh sách các lãnh đạo của Iran và trục kháng chiến Iran bị giết trong gần 10 tháng qua mà Israel được cho là thủ phạm, theo tờ The Guardian. Ngày 31 tháng 10 năm 2023, ông Ibrahim Biari, chỉ huy của tiểu đoàn Jabalia tại trại tị nạn Jabalia phía bắc Gaza thiệt mạng cùng hơn 100 người khác sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Ông Biari đóng vai trò giám sát mọi hoạt động quân sự ở phía bắc dải Gaza kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel đổ bộ vào khu vực này. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông Razi Mousavi, một tướng cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chịu trách nhiệm điều phối liên minh quân sự giữa Syria và Iran, bị ám sát. Theo The Guardian, ông Mousavi thiệt mạng trong một vụ không kích vào nhà riêng ở Sayyida Zainab, một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damascus, Syria. Ngày 2 tháng 1, ông Saleh al-Aruri, người sáng lập của cánh quân sự của Hamas và được coi là người đối thoại chính giữa Hamas và Hezbollah và hai chỉ huy của Hamas thiệt mạng khi văn phòng của Hamas ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, bị tấn công tên lửa. Ông al-Aruri là một nhân vật chủ chốt trong nhóm, là người thân cận với lãnh đạo quân sự Hamas Yahya Sinwar. Ông al-Aruri có ảnh hưởng lớn ở bờ Tây Palestine và cũng là một nhân vật quan trọng trong mạng lưới tài chính của Hamas. Ngày 10 tháng 3, ông Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas ở Gaza và là một trong những người lên kế hoạch cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào khu phức hợp đường hầm bên dưới trại tị nạn Nuseirat, miền trung Gaza. Sĩ quan cấp cao của IRGC, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Anquis ở Syria và Lebanon, ông Mohammed Zera Zahedi thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Đại sứ quán Iran tại Syria tối 1 tháng 4. Ông Zahedi là người có cấp bậc cao nhất của IRGC bị giết kể từ khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng do bị Mỹ ám sát năm 2020. Ngày 3 tháng 7, Hezbollah đưa tin ông Mohammed Named Nasser, chỉ huy của đơn vị Aziz của Hezbollah đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel. Ông này chịu trách nhiệm tấn công từ phía tây nam Lebanon vào lãnh thổ Israel. Hezbollah sau đó đã bắn hơn 100 quả rocket cùng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel để đáp trả.
Israel cho biết cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi phía tây thành phố Khan Yunis ngày 13 tháng 7 đã giết chỉ huy quân sự của Hamas, ông Mohammed Deif. Ngày 30 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công có mục tiêu vào phía nam thủ đô Beirut, Lebanon để tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, ông Fuad Sheikh. Ông Sheikh là cố vấn cấp cao của lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah và là người chịu trách nhiệm lãnh đạo về mặt quân sự của Hezbollah. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát trong vụ nổ bom ở Iran. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Ông Haniyeh là một nhà lãnh đạo chính trị lâu năm của Hamas, là người đưa ra quyết định cho nhóm bên cạnh lãnh đạo quân sự Hamas, Yahya Sinwar. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!